Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Những miền quê Việt của kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị khán giả, lễ hội Đền Trần là lễ hội lớn nhằm tôn vinh công lao dựng nước, giữ nước của nhà Trần tại tỉnh Thái Bình. Lễ hội đồng thời là dịp để các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh thể hiện lòng tri ân với các vị vua, các vị tướng, các bậc liệt tổ, hoàng thân quốc thích nhà Trần có công với đất nước. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Một trong những hoạt động đặc sắc nhất trong lễ hội Đền Trần tỉnh Thái Bình là thi cỗ cá. Đây không chỉ là một trò thi cỗ cá, còn thể hiện tấm lòng tri ân công đức với các bậc tiền nhân của nhân dân địa phương, đồng thời tạo ra sự kết nối thế hệ trẻ với những nét văn hóa truyền thống của quê hương. Và tục thi cỗ cá trong lễ hội Đền Trần ở Thái Bình cũng chính là nội dung mở đầu cho chương trình Những miền quê Việt hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại đền thờ các vua Trần ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, đến mùa lễ hội, ngoài các nghi lễ linh thiêng thì có nhiều trò vui như chọi gà, đấu võ, thi thả diều, rước kiệu. Nhưng đặc biệt nhất trong lễ hội vẫn là phần thi cỗ cá, một tục lệ lạ hiếm thấy ở các địa phương khác trong cả nước. Cá được chế biến kỳ công để ngay khi bày lên mâm cỗ vẫn giữ được hình dáng và tư thế đang bơi, một cách làm độc đáo được truyền đời 700 năm qua. Lúc này là chiều 13 tháng Giêng, trước lễ hội Đền Trần một ngày, các thôn trong làng đều chuẩn bị cá làm cỗ. Cá này đã được nuôi từ đầu năm trước, hầu hết đều là các loại như cá chấm, cá chép, cá mè. Những con cá làm cỗ được lựa chọn cẩn thận, khi bắt lên phải bọc riêng từng con. Cá làm cỗ dâng vua thì không được chật vẩy, gãy vây, gãy đuôi và nặng ít nhất từ 3,5 kg trở lên. Các cụ xưa kia thì không cần cân mà chỉ cần đo cá bằng 3 vổ, mỗi vổ bằng chiều ngang của hai bàn tay khép lại. Làm cỗ cá vốn nhiều công và ở mỗi thôn làng, vùng đất cổ xưa này đều có những bí truyền riêng. Chẳng ai ghi chép lại thành công thức mà chỉ truyền lại qua cách làm mà thôi. Ông Khang nhanh tay mổ cá rồi dùng muối riềng giã nhỏ để khử mùi tanh. Sau khi lau khô thì một khâu quan trọng sẽ được tiến hành, đó là tạo hình lại cho cá. Có nhiều loại lá được lựa chọn để nhồi lại vào bụng, tạo độ căng tròn như khi cá còn chưa mổ. Nơi thì chọn lá riềng, lá ổi hay rau thơm. Còn với ông Khang thì chọn thêm một loại lá khô để cá không bị óp. Lúc này ông Khang lôi ra một bộ đồ nghề làm cá khác, đó là bộ kim khâu. Từng mũi khâu làm cho bụng cá như liền lại, giấu đi vết tích đã bị mổ. Đó chính là cái tài của người làm cỗ cá ở Đền Trần này. Và nếu như không xem những công đoạn vừa rồi, thì tôi cũng không thể giải đáp được câu trả lời vì sao cá đã chế biến mà vẫn giữ nguyên hình dáng như hình dạng ban đầu. Nhưng chưa hết, cá trên mâm cỗ ở đất Thái Đường này thì cá vẫn tự thế đang bơi. Thế nên khâu tạo thế cho cá mà tôi tiếp tục được tìm hiểu mới thấy sự sáng tạo của người xưa. Cá được đặt lên khung và dùng những phụ liệu khác để nẹp vây, uốn mình một cách tự nhiên nhất. Cách làm này ông Khang đã học lại được từ các cụ. Và rồi, ông lại truyền cho những người trẻ tuổi đang cùng ông làm cỗ cá hôm nay. Mất khá nhiều thời gian, cá mới bắt đầu được làm xong một phần việc. Lúc này tôi mới có thể trò chuyện cùng với ông Khang và ông Vũ, một người đã cùng ông làm cỗ cá nhiều năm nay. Vậy là nguồn gốc của tục lệ lạ thi cỗ cá ở Đền Trần Thái Bình được tổ chức để mọi người nhớ tới Thủ Hàn Vi, tổ tiên nhà Trần sống chủ yếu bằng nghề đánh cá. Cũng chính vì sự gắn bó với sông nước,
nên các vị tổ tiên nhà Trần thường được ghép tên mình với tên một loại cá. Cứ thế hơn 700 năm qua, các đời con cháu của vùng đất này đã có cách làm cỗ cá đặc biệt nhất trời Nam. Cứ nhìn vào cách họ nồi lửa, rán cá làm cỗ sẽ thấy sự độc đáo tạo nên cái lạ, cái đẹp cho mâm cỗ cá dân vua. Cá không đặt trực tiếp vào chảo để rán như thông thường, mà được đặt trên một chiếc chậu lớn như thế này. Bên dưới, lớp mỡ sôi tí tách, những người thợ làm cỗ cá cứ múc từng muôi, rộn đều lên, bắt đầu từ thân cá. Lửa khi rán cá chỉ được để lưu diêu làm cho mỡ không sôi già. Mỡ rội đều lên thân, chứ đầu với vây lại để sau, không sẽ vỡ và nứt. Có rất nhiều chi tiết nhỏ để làm nên mâm cỗ cá được đúc kết hơn 700 năm qua như vậy đấy. Làm cỗ cá vốn không vội được, mà xưa nay phẩm vật nào tiến vua cũng cầu kỳ với thành tiếng, thành danh muôn đời. Ông Khang rồi cũng sẽ về già. Tục lệ làm cỗ cá cúng liệt tổ liệt tông nhà Trần thì muôn đời vùng đất Long Hưng này vẫn giữ. Thường ngày họ vẫn là những thợ cày, thợ mộc, nhưng đến lễ họ sẽ là những người thợ nấu cỗ cá lành nghề như ông. Phần chính cỗ cá đã xong, nhưng để đủ một mâm cỗ còn có thêm món giò nem ninh mọc, tượng trưng cho tứ linh là Long Ly Quy Phượng. Cái tài của người làm cỗ là từ món ăn truyền thống, nhưng cách bài trí khiến món ăn đó trở nên có hồn hơn. Sau khi hoàn thành các món ăn, lúc này, ông Khang cùng mọi người tiến hành bày cỗ cá. Khi bày cỗ thì cá chấm, cá chép, cá mè đặt trên gắng được đóng bằng phên gỗ. Tầng dưới là giò nem ninh mọc, mỗi thứ bốn bát như tứ linh trầu xung quanh. Mâm cỗ cá này ở mỗi làng được bày sao cho đẹp, không gò bó theo quy chuẩn như chọn cá hay làm cá nữa. Ở đó là tâm huyết mà dân làng gửi gắm cho những người thợ làm cỗ cá lành nghề và có tâm đức. Không phải ai cũng được theo đoàn rước cỗ cá, mà ở mỗi thôn chọn người có uy tín trong làng, chọn bốn nam thanh nữ tú để kiệu cỗ. Và phía sau là các cụ cao niên và đội tế của thôn. Tiếng trống cứ dồn vang trên con đường làng quanh co. Ai ai cũng biết cỗ cá của thôn mình đang được rước đến dâng vua. Đến cửa ngõ môn dẫn vào khu lăng mộ đền Trần linh thiêng. Lúc này, đám rước của 8 thôn làng trong xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà đã tiến về sân đền với đầy đủ cờ quạt, chiêng trống, gươm đao, lọng tán. Không khí rộn ràng và lòng người càng trở nên náo nức. Cỗ cá được rước vào sân đền thờ. Lúc này, các nghi lễ uy nghiêm cũng sẽ bắt đầu được thực hiện. Đội tế cỗ cá gồm có 6 người và cụ Lê Như Ngân là người cao tuổi nhất, năm nay đã 82 tuổi. Cụ là già làng, sẽ đại diện cho muôn dân, đọc bài tế trước liệt tổ liệt tông nhà Trần. Sau khi tế lễ, dân làng bầu ra một ban để chấm cỗ cá. Đó đều là những người cao tuổi, đã có nhiều năm kinh qua việc nấu cỗ cá. Cá được chấm từ hình dạng sống động như tư thế đang bơi, phần vẩy, vây giữ nguyên không chóc, không nát, dù đã qua chế biến hay cách trang trí các món ăn trầu xung quanh. Mỗi mâm cỗ cá có một vẻ đẹp khác nhau mà từng thôn làng đã gửi tâm huyết của họ khi thực hiện.
và với nhiều du khách thập phương chỉ biết thán phục trầm trồ trước sự tài hoa của người làm cỗ cá độc đáo này. Khi thi cỗ cá thì thôn nào cũng mong được giải cao nhất, bởi có tục lệ rằng đội nào được giải nhất thì năm đó cỗ cá được đưa vào cúng ở đền các vua. Và nhân dân sẽ vui mừng tổ chức đón giải, chào đón một năm may mắn, an lành. Đúng là đi một ngày đàng, có tìm hiểu về tục lệ lạ làm cỗ cá hiếm có Việt Nam mới thấy sự sáng tạo của cha ông ta từ ngàn đời. Tục thi cỗ cá hơn 700 năm qua này có lúc thăng lúc trầm do thời thế, nhưng ngày nay người dân đất Long Hưng cứ cố gắng khôi phục tục lệ đẹp về văn hóa ẩm thực của người xưa. Với họ, còn gốc văn hóa sẽ là điểm tựa để thúc đẩy sự phát triển chung của một vùng sự nghiệp nhà Trần. Sapa là một trong những thị trấn vùng cao của tỉnh Lào Cai, nằm ở phía tây bắc của Việt Nam. Thị trấn Sapa ở độ cao 1.600m so với mực nước biển, cách thành phố Lào Cai khoảng hơn 30 km. Với diện tích khoảng 678 km2 là địa bàn sinh sống chủ yếu của người dân tộc Mông, Dao, Tày, Giấy, Kinh, Hoa. Sapa là một vùng đất mang trong mình vẻ đẹp lặng lẽ, ẩn chứa bao nhiêu điều tươi đẹp, cùng với đó là phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, kỳ diệu. Đến với Sapa, du khách có thể thư giãn với bầu không khí trong lành, mát mẻ, mang nhiều sắc thái đa dạng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng khám phá những điều kỳ diệu tại Sapa. Từ Phan Xipang, nhìn ra bốn hướng, các cánh núi từ biên giới Việt Trung, từ thành phố Lào Cai, từ các tỉnh Yên Bái, Lai Châu như quê tụ về, cao dần lên, mà thành đỉnh nóc nhà của Việt Nam và Đông Dương. Cửa gió Ô Quý Hồ, gió hun hút quanh năm, thổi ngang qua núi từ đông sang tây Hoàng Liên Sơn và ngược lại. Thổi dọc sườn núi từ nam lên bắc vào mùa hè và thổi ngược lại vào mùa đông. Thung lũng Mường Hoa, mây từ bốn phương theo gió luồn qua các khe núi. Tới đây hình thành những dòng sông mây tráng lệ, riêng có ở Sapa. Sapa, nơi núi non, gió và mây hội tụ, cũng là điểm hội tụ của nhiều tộc người, nhiều nền văn hóa, nhiều phong cách sống, bằng nhiều sinh kế và sản phẩm khác nhau. Nếu như sự hội tụ của núi non, mây gió Sapa đã diễn ra từ hàng triệu, hàng tỷ năm, thì sự hội tụ con người, văn hóa và kinh tế ở Sapa chỉ diễn ra mạnh mẽ nhất từ 120 năm nay, từ khi khu du lịch này bắt đầu được hình thành. Sự hội tụ đa dạng ấy cũng là nền tảng quan trọng nhất, là yếu tố thu hút mạnh mẽ nhất của khu du lịch 120 năm tuổi Sapa. Vườn quốc gia Hoàng Liên, sinh cảnh này là nơi có số chủng loài động thực vật phong phú nhất Việt Nam. Sự thay đổi liên tục về độ cao đã mang lại cho Sapa khí hậu lập thể, đi 10 phút đã như sang một mùa khác. Sapa được mệnh danh là thành phố trong sương, là nơi duy nhất ở Việt Nam hàng năm đều có tuyết rơi. Nhưng Sapa cũng có tiểu vùng khí hậu núi thấp ở hạ huyện, với những cánh rừng cây thường xanh, có những tiểu vùng núi cao với những cánh rừng lá kim, và có cả những tiểu vùng ôn đới trên các đỉnh núi, nơi chỉ những thực vật có xuất xứ Đông Himalaya là có thể trụ được trong giá rét, sương mù và những cơn gió bất tận. Sự hội tụ của nguồn gen thực vật thuộc nhiều đới khí hậu khác nhau mang lại danh hiệu Vườn Di sản ASEAN cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Đó cũng là cơ sở để cho sự đa dạng về sinh kế của người dân địa phương với rất nhiều sản vật khác nhau. Như tất cả các vùng quê khác, lúa là cây lương thực chủ yếu của người dân Sapa. Điểm đặc biệt là cây lúa ở Sapa chỉ được trồng trên ruộng bậc thang. Sapa là một trong những vùng ruộng bậc thang lớn và kỳ vĩ nhất Việt Nam. Những khoảng ruộng bậc thang thoai thoải dưới thung lũng mang lại cảm giác thanh tú và yên bình là của người Tày, người Giấy. Những triền ruộng dốc ngược như bậc thang dẫn lên đỉnh trời là của người Mông, người Dao và Sa Phó. Ở đây có triền ruộng cao tới 128 bậc được công nhận là di sản quốc gia. Sapa như được lắp ghép bởi hàng nghìn mảnh gương khổng lồ lấp loáng mùa đổ nước và cấy lúa. Sapa dập dờn những cơn sóng xanh cuộn dài suốt thung lũng mùa lúa thì con gái. Sapa tấm thảm vàng bất tận mùa lúa chín.
chỉ là cây lúa, hạt thóc, bát cơm. Nhưng ở Sapa, nó còn chứa đựng vẻ đẹp riêng, thu hút nhiều người đến Sapa nhiều lần trong năm để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỗi mùa. Tìm hiểu sâu hơn, ruộng bậc thang Sapa còn ẩn chứa một kho tàng kiến thức văn minh nông nghiệp, điển hình là về kỹ thuật tưới nước. Trên cánh đồng của một xã, thậm chí một thôn cũng đan xen kỹ thuật thủy lợi tổng hợp, mương, phai, lái, lầu, cọn của người Tày, người Giấy ở dưới thấp, kỹ thuật làm máng lần, mương đá và be bờ chống thấm của người Mông, người Dao ở trên cao. Sự hội tụ văn hóa diễn ra trên mỗi cánh đồng. Ở Oquiho là vùng trồng su su tập trung và rất nổi tiếng. Su su ở đây không chỉ để lấy quả mà chủ yếu là để hái ngọn. Ở những khu vực có khí hậu ôn đới núi cao như Oquiho, sinh kế phổ biến của người dân là trồng các loại rau và hoa xứ lạnh. Rau Sapa đã được xuất bán đi cả nước, nhưng chất lượng nổi trội của nó được thể hiện rõ nhất khi vừa mới thu hái. Có người đánh giá Sapa là nơi mà món rau mang lại cho thực khách cảm giác ngon miệng nhất. Su su cùng với nấm hương, khủ khởi, mầm đá, cải mèo là những giống rau bản địa đặc sản đã được người Sapa trồng từ lâu đời, nay tiếp tục được bảo tồn. Phổ biến hơn là những loại rau do người Pháp mang tới đây gieo trồng từ đầu thế kỷ 20 như su hào, bắp cải, củ cải, cải son. Tương tự như thế, Sapa bốn mùa trái ngọt là bởi vùng quả ôn đới này vừa có những giống cây bản địa vốn được trồng bán hoang dã như đào, hồng mọng, táo mèo, mận tả văn, mận hậu, đan xen với những giống như mận xanh, lê pháp, dâu tây. Theo các ghi chép, thì từ những năm 1940, đây là nơi đầu tiên ở nước ta trồng nho và dâu tây, ủ rượu vang và siro ngọt. Và cũng tương tự, Sapa có những loài hoa nổi tiếng lâu đời như hoa đào, đỗ quyên, nở rộ vào đầu xuân, hoa cải mỗi độ thu về hay hoa hồng cổ nở quanh năm. Sapa cũng là nơi đầu tiên ở Việt Nam trồng các giống hoa ngoại nhập như hoa hồng Pháp, lay ơn, cầm tú cầu từ đầu thế kỷ 20 đến oải hương, bách hợp được trồng nhiều trong những năm gần đây. Sự giao hòa, hội tụ, đông và tây, bản địa và ngoại nhập đã và đang diễn ra trong mỗi khoảnh vườn, khoe sắc, đưa hương và làm đẹp thêm bức tranh thiên nhiên, bức tranh nhân văn vốn rất thơ mộng của Sapa. Sapa sở hữu sự đa dạng về cảnh quan nhân sinh trên nền đa dạng của cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh kế của nhiều dân tộc. Thung lũng Mường Hoa được coi là địa chỉ điển hình của văn hóa thung lũng Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của 6 dân tộc Kinh, Tày, Giấy, Mông, Dao và Sa Phó, chưa kể người Pháp và du khách quốc tế có mặt tại đây trong 120 năm qua cũng kịp để lại những dấu ấn vô cùng độc đáo. Một đoạn đường núi từ Lao Chải đến Tả Van và Bản Hồ, chúng ta dễ dàng nhận thấy bộ nhận diện của các dân tộc khác nhau, đó là trang phục, nhất là trang phục phụ nữ. Những người mặc trang phục có nhiều họa tiết thêu tay với khuy bạc và khăn đỏ rực rỡ là người Dao, dân tộc sở hữu nghề thêu và chế tác bạc rất tinh xảo, đã được công nhận là những di sản văn hóa quốc gia. Ngày nay di sản ấy sống động trong những vật lưu niệm cho du khách. Những người mặc áo dài đen với các nét vẽ tỉ mỉ, lấp lánh là người Mông, chủ nhân của nghề trồng lanh, xe sợi, nhuộm tràm và những đồ án trang trí bằng sáp ong. Phụ nữ người Sa Phó cũng rất dễ nhận diện bởi những bộ trang phục bó sát người, hoa văn dày đặc theo chiều ngang, sử dụng các màu đối lập như đen, đỏ và trắng. Cùng trang phục có hoa văn hình học được ghép lại bởi nhiều mảnh vải màu khác nhau, nhưng nếu là áo ngắn sẽ là dấu hiệu nhận diện của người Giấy. Và ngược lại, nếu thân áo dài hơn sẽ là người Tày. Cáp treo Phan Xipang. Ngoài cảm giác mạnh được bay trên núi non, mây ngàn, thung lũng ruộng bậc thang, một điều thú vị nữa là được ngắm nhìn vẻ đẹp đa dạng của những làng bản Sapa. Xã Tả Van, hơn 20 năm trở về quê hương, đắm mình trong không gian văn hóa của các dân tộc ở thung lũng Mường Hoa,
nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc giấy Sần Tráng cho rằng chính sự cộng cư đan xen đã tạo nên một sự cạnh tranh ngầm trong bảo tồn văn hóa dân tộc, bảo vệ kho tàng quý giá nhất của Sapa, nền tảng sâu sắc nhất của du lịch Sapa. Thì cả một cái thung lũng như thế thì có 6 dân tộc người ta sinh sống ở đó. Thế thì bây giờ cái bản sắc người ta làm thế nào để giữ gìn cái bản sắc? Trước đây thì người ta khu vực nào thì dân tộc ở khu vực đó, cho nên người ta giữ gìn được cái bản sắc. Kể cả canh tác, kể cả trang phục, kể cả tiếng nói thì người ta vẫn giữ được cái khu vực của người ta. Thì trong số đó thì có dân tộc Dao là người ta có chữ, cũng dùng chữ Nho để mà phiên âm sang nôm Chao thôi. Thế còn người Giấy, người Tày, người Sa Phó là không có chữ. Tất nhiên là mỗi dân tộc có một cái cách giữ riêng. Ví dụ người Tày với người Giấy là người ta cũng truyền dạy cho con cái của người ta 13, 14 tuổi thì đã được dạy về cách ăn ở, rồi thì làm việc, rồi đối xử làng xóm như thế nào. Cho nên là người ta dạy cho trẻ từ rất nhỏ để biết được cái phong tục các thế này khác, để phòng khi còn đi ra vùng này vùng kia thế còn biết cách ứng xử. Chợ Sapa xưa. Đêm trước phiên chợ là một festival văn hóa dân tộc độc đáo, được gọi là chợ tình, nơi trai gái gặp gỡ, tìm hiểu nhau thông qua âm nhạc. Khen bè, khen lá của người Mông xen lẫn tiếng pí lè, tông linh, chuông lắc của người Dao. Những câu dân ca Mông dài miên man xen lẫn những câu ngắn của dân ca Dao vang lên từ những vườn đào cổ. Câu chuyện về đô thị Sapa bắt đầu từ năm 1903. Khi đó, nhóm khảo sát đo vẽ bản đồ của Sở Địa lý Đông Dương đã phát hiện ra một vùng núi có cảnh quan đẹp và khí hậu ôn hòa trên cao nguyên Lổ Suối Tùng, gần giống với cảnh quan và khí hậu miền núi Pyrenees ở miền nam nước Pháp. Tên vùng đất này phát âm theo ngôn ngữ địa phương là Sapa, nghĩa là bãi cát, là nơi người dân thường họp chợ. Người Pháp phát âm là Sapa, tên gọi đó được giữ cho đến ngày nay. Ngay sau đó, công sứ Lào Cai Tuaret đã đề nghị nhà khí tượng Đông Dương lập trạm quan trắc để thu thập dữ liệu về khí hậu Sapa. Dựa trên các dữ liệu thu thập được từ trạm khí tượng này, năm 1909, công sứ Tuaret đề nghị thống sứ Bắc Kỳ xây dựng Sapa thành khu nghỉ mát cho binh lính và công chức thuộc địa. Trước khi chính quyền thuộc địa Đông Dương chấp nhận đề xuất trên, các chủ thầu xây dựng đã nhạy bén phát hiện ra tiềm năng của khu du lịch tương lai. Họ lập nên một tổ chức có tên là Hiệp đoàn Khởi sáng Sapa, xây dựng các nhà nghỉ, khách sạn đầu tiên và tự đề xuất quy hoạch khu nghỉ mát, kéo theo nhiều hộ người Kinh và người Hoa đến sinh sống, kinh doanh, hình thành nên các khu phố khách, phố An Nam và phố Xuân Viên. Năm 1923, chính quyền thuộc địa Pháp thành lập Hạt, sau đổi thành Châu Sapa, gồm 37 làng và một phố. Xin lưu ý rằng, thời đó, làng và phố không chỉ là đơn vị dân cư mà còn là đơn vị hành chính. Do vậy, có thể lấy năm 1923, thời điểm thành lập đơn vị hành chính phố Sapa là năm đầu tiên của đô thị này. Trong hơn 3 thập kỷ tiếp theo, chính quyền thuộc địa đã thay thế cho Hiệp đoàn Khởi sáng Sapa trực tiếp thực hiện việc quy hoạch và xây dựng đô thị nghỉ dưỡng, làm đường từ Lào Cai đi Sapa, đặt tên và giải nhựa các đường phố trong thị trấn. Năm 1919, khu nghỉ dưỡng quân đội Pháp được xây dựng. Năm 1925, nhà máy thủy điện Cát Cát phát điện. Sapa là đô thị thứ 6 ở miền Bắc có điện chiếu sáng, chỉ sau Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Nam Định và Hòn Gai. Ngày 6 tháng 8 năm 1942, toàn quyền Đông Dương đã giao cho Sở Quy hoạch và Kiến trúc Đông Dương nghiên cứu lập bản đồ quy hoạch mở rộng thị trấn Sapa. Bản quy hoạch kèm theo bản đồ hết sức chi tiết được toàn quyền Đông Dương thông qua bằng Nghị định số 5385 ngày 16 tháng 1 năm 1943. Căn cứ quy hoạch đó, việc xây dựng các biệt thự nghỉ dưỡng trở nên rầm rộ bởi người Pháp có ý định chuyển thủ phủ mùa hè của chính quyền Đông Dương về Sapa thay cho Đà Lạt. Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, huyện Sapa được thành lập, gồm 17 xã và một thị trấn.
Trong những năm chiến tranh ác liệt và kinh tế khó khăn, cái tên Sapa vẫn gợi lên một vẻ đẹp ảo huyền, mơ mộng, xa xăm, như trong trang văn tuyệt đẹp Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long, mà mỗi người Việt Nam đều chung niềm khát khao được một lần khám phá. Kiên Giang là một tỉnh nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ, có ngành du lịch vô cùng phát triển. Đây là một mảnh đất xinh đẹp với vô vàn những cảnh đẹp thiên nhiên ấn tượng, từ đồng bằng, rừng nguyên sinh, biển đảo, sông ngòi đến biên giới, mà bất cứ du khách nào cũng muốn được một lần đặt chân đến. Nằm ở vị trí trung tâm xã Nam Du, hòn ngang Nam Du, với vẻ đẹp hoang sơ của mình đã dần chinh phục và hấp hồn nhiều du khách. Hòn ngang thuộc huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách xa bờ rạch giá khoảng 90 km. Đây là hòn đảo trù phú và đông dân cư nhất thuộc quần đảo Nam Du với hơn 900 hộ dân, đa số sinh sống bằng nghề khai thác hải sản và nổi tiếng với hàng trăm lồng bè nuôi cá bớp, trải rộng như một làng chài trên biển. Với sự kết hợp của 4 yếu tố, biển xanh, cát trắng, nắng vàng và hải sản tươi ngon, hòn ngang được khách du lịch chọn đến khám phá và vui chơi nhiều nhất khi đến với Nam Du. Trên tuyến đường biển cách thành phố Rạch Giá khoảng hơn 100 km về phía Tây Nam, nơi có quần thể bao gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ đang xen, mang nét đẹp non xanh nước biếc hữu tình, và mỗi hòn đảo lại có những điểm nhấn riêng biệt. Đó là quần đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, với hai đơn vị hành chính cấp xã là An Sơn và Nam Du. Nơi đây trong tổng số 21 hòn đảo thì có 11 hòn đảo có cư dân sinh sống. Trên diện tích hơn 200 hectare, hòn ngang là nơi có đông dân sinh sống nhất của xã Nam Du. Đây cũng là nơi đặt trung tâm hành chính xã. Dân gian truyền rằng do hòn có cấu trúc và vị trí nhìn từ nhiều hướng đều thấy hòn đảo nằm ngang, nên những cư dân đầu tiên đến đây sinh sống đã gọi là hòn ngang. Di chuyển bằng tàu cao tốc từ thành phố Rạch Giá hơn 2 giờ sẽ đến hòn Củ Tròn, trung tâm hành chính xã An Sơn. Sau đó từ hòn Củ Tròn bằng phương tiện tàu khách hoặc cano, chúng ta sẽ mất thêm khoảng 20 phút mới có thể qua đến hòn ngang. Hiện nay trên đảo Hòn Ngang có hai cầu cảng thuộc ở hai mặt nam và mặt chướng, tạo thuận lợi giao thương, là nơi cập bến của các loại tàu thuyền. Mặt khác, đường quanh đảo với hơn 5 km có mặt lộ rộng 6 m. Năm 2021, con đường được hoàn thành và đưa vào sử dụng, không chỉ tạo ra những cung đường biển lý tưởng mà còn là một thay đổi lớn và quan trọng cho sự khởi sắc diện mạo đời sống của bà con trên đảo. Hòn Ngang chưa có điện lưới quốc gia, nhưng việc sử dụng điện nước sinh hoạt của bà con đều được đảm bảo 24/24, nhờ trên hòn có 5 máy phát điện diesel. Ngoài ra, bà con còn sử dụng điện năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt và sản xuất đánh bắt. Hướng về các lồng bè nuôi cá, chúng tôi được biết nghề nuôi cá lồng bè ở đây hiện cũng đã có nhiều chuyển biến về số lượng và chất lượng. Ngoài khai thác đánh bắt, Hòn Ngang là điểm nuôi cá lồng bè sớm nhất và nhiều nhất ở quần đảo Nam Du. Hiện khu vực này có hơn 90 hộ nuôi với trên 140 bè nuôi, gồm các loại cá chủ yếu như là cá bóp, cá mú và cá bè vẩu. Thống kê năm 2022 vừa qua xuất bán trên 700 tấn cá, tăng 14% so với vụ trước. Đồng thời với việc duy trì hoạt động có hiệu quả, 7 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản mang lợi nhuận 3,8 tỷ đồng. Chí thú làm ăn, cần cù lao động đã mang lại cuộc sống sung túc và ngày càng ổn định cho bà con đất đảo. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Du được xây dựng trên hòn ngang với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được trang bị đạt chuẩn. Ngoài quản lý 4 cấp học, trường còn quản lý điểm lẻ Hòn Máu. Đây là điểm lẻ thuộc địa phận ấp Hòn Máu, xã Nam Du, cách hòn ngang khoảng hơn 2 km đường biển. Năm học 2022-2023, trường có tổng số 26 lớp trên 500 em học sinh, với 12 em là học sinh từ Hòn Máu sang theo học. Các thế hệ học trò ở điểm lẻ Hòn Máu đang được duy trì tiếp nối lên từng cấp học. Từ sự chung tay tâm huyết của thầy cô, hiện có trên 98% các em nhỏ được nâng bước đến trường. Sự nghiệp giáo dục ở đảo đang dần được nâng cao là một phần niềm tin cho ngư dân yên tâm bám biển, đóng góp vào sự phát triển biển đảo quê hương. Hòn Ngang hôm nay vươn mình đổi mới tích cực. Sự quan tâm của đảng, nhà nước về cơ sở hạ tầng trên đảo được đầu tư xây dựng với hệ thống cầu cảng, đường giao thông quanh đảo, trường học, các công trình an sinh xã hội,
đã mang lại cuộc sống sung túc, ổn định cho người dân. Đây cũng là tiền đề cho xã Nam Du về đích nông thôn mới.